Hello, xin chào cả nhà. Nhạc phẩm Lại Nhớ Người Yêu, tác giả Giao Tiên hoặc là tác giả Vinh Sử. Hôm nay là 27 tây tháng 10, 2017. 4 giờ 15 chiều thứ 6. Nếu mà nghe cảm thấy lọt lỗ tai, xin đưa ngón cái này lên, ok. Còn mà nghe cảm thấy không có lọt lỗ tai, chết quớt luôn đó, chổng ngược ngón cái này xuống, thật là sâu. Thank you. Vì sao anh nhớ em thế này? Thương nhớ đông đầy trong lòng mắt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay? Tình anh như núi cao biển rộng, gồm bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng em nghiêm nhiên chiếm ngự hồn anh. Em ơi, ngồi đây thương bóng thương hình, ngồi đây tơ tưởng riêng mình, với niềm mơ ước vây quanh. Em ơi, ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm, hay là trăng rồi sang đường hoa. Để anh đưa đón em sớm chiều, trên lối đi về không còn thiếu. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Hết rồi, bye bye, xin hẹn gặp lại video kế tiếp trên YouTube. Thank you rất nhiều. I yêu you là I love you.